Xin chào tất cả quý vị khán giả nhá. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Đây là mình, Leo đây. Hôm nay, tiếp tục theo cầu của quý vị khán giả, Leo sẽ hướng dẫn bài nhảy cha-cha-cha, người đến từ Triều Châu. Và bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Tiếp, mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Trong bài nhảy này chúng ta sẽ chỉ đi theo một hướng, chỉ có đoạn chuyển đoạn là đi theo bốn hướng và sẽ có tổng cộng là 3 tổ hợp chính và 1 tổ hợp chuyển đoạn. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. Tổ hợp 1, 5, 6, 7, vào 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 2, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 3, 2, 1. Tổ hợp 4, tổ hợp chuyển đoạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi đi xong 4 tổ hợp, chúng ta lại lặp lại, đi lại từ tổ hợp đầu tiên và lặp lại 2 lần nữa là hết bài. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 1. Tổ hợp số 1 gồm 4 câu 8. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân phải đi nháy cha cha, được chưa ạ? Chân phải bước thì tay của chúng ta tạo dáng, đưa tay phải của tạo dáng chúng ta ngửa lòng bàn tay và chúng ta đưa lên, được chưa ạ? Ok, và các bạn nhớ rằng cái tay này ở cự ly vừa phải nhé. Khi chân phải bước đếm 1 và 2, được chưa ạ? Thì tay phải. Tiếp theo chân trái bước lên tiếp tục 3 và 4 thì lại là tay trái, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta bước lùi chân trái về, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta bước lùi chân phải về, đồng thời hai tay đánh sang phía bên phải, được chưa ạ? Chân trái về thì hai tay đánh sang phía bên trái. Đấy, 3, 4, được không ạ? Ok, chúng ta cùng đi nhé. Chân phải bước lên này, 1 và 2 chân trái, 3 và 4 chân phải bước lùi về, 5, 6, 7, 8. Ok, tiếp theo đến câu 8 thứ hai, động tác đi lên giống hệt như câu 8 đầu tiên, lại tiếp tục lặp lại 2 và 2, được chưa ạ? Chân trái 3 và 4. Nhưng mà đến đây thì chúng ta khi mình bước về, chúng ta sẽ đưa tay từ bên trong bên ngoài, từ bên trong chúng ta đưa xuống và chúng ta lộn lên, chúng ta đưa ra ngoài, được chưa ạ? Thì sẽ là 5, 6, 7, 8. Đây mình quay mặt lại cho các bạn nhìn cái tay nhé. Chân phải bước này, 1 và 2, 3 và 4, hai tay chúng ta đưa vào trong đây, xong đưa lên trên, mở ra ngoài. Thì sẽ dùng là 5, 6, 7, 8, được chưa ạ? Ok, hai câu đầu tiên này, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi. Tiếp theo đến câu 8 số 3, thì chưa, chúng ta sẽ có bước single step, bước tại chỗ, chúng ta đưa bước chân phải sang đếm là 1, 2, 3, 4. Đây các bạn ý này, khi mà chân phải bước sang thì hai tay chúng ta đưa lên phía trước, được chưa? Chân trái trụm vào, hai tay chúng ta đưa, chúng ta đưa chéo xuống hai bên, được chưa ạ? Thì đưa lên, đưa thẳng về trước, đưa xuống. Đây các bạn ý sẽ là 1 này, chân phải sang, hai tay đưa lên này, hạ xuống, 2, tiếp tục, 3, 4, đúng không ạ? Chân phải đưa sang, thì chúng ta sẽ có nhịp là, được chưa ạ? 1, 2, 3, 4, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ có bước cha cha đi lên và ngửa lòng bàn tay ra, được chưa ạ? Chân phải bước thì chúng ta ngửa lòng bàn tay phải, tiếp tục 3, tiếp tục là 5 và 6, được chưa ạ? Chân trái 7 và 8, được chưa ạ? Và làm tương tự lại tiếp tục 4, 2, 3, 4 đi về thì tay chúng ta đưa vào bên trong và chúng ta mở ra ngoài như này, được chưa ạ? Tiếp tục 5, 6, 7, 8, được chưa ạ? Thì đủ 4 câu 8, chúng ta cùng ghép lại với nhau này. 2, 3, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5,
6, 7, 8. Tiếp tục 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 2. Tổ hợp số 2 thì cái bước đầu nó cũng tương tự như tổ hợp 1. Thì chúng ta lại đưa tay lên bước tiếp đếm 1 và 2, được chưa? Tiếp tục 3 và 4 rồi bước đi về khác này. Thì bây giờ chúng ta bước chân phải về 5 này, 6 này, chân phải lùi tiếp 7, 8, được chưa? Thì cái kết hợp cái chân này thì khi mà chân này đưa về thì sẽ đưa tay lên, đưa hai tay lên thì sẽ là chưa? 5, được chưa? Chân trái trụm vào 6, chân phải đưa về 7 và chân trái trụm về 8, được không ạ? Thì các bạn để kết hợp với nhau sẽ là 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn cố gắng là cái tay và cái chân nó phải ăn khớp với nhau nhé. Đấy, khi mà cái chân phải đưa về thì tay đưa lên này. Đấy, chân trái trụm vào tay đưa xuống này. Tiếp tục chân phải này, đưa lên, chân trái tay đưa xuống. Được chưa? Cái này nó lặp lại 2 lần. Nào, 2, 3, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi. Tiếp theo đến tổ hợp số 3. Tổ hợp số 3 thì chúng ta sẽ bước chân phải lên nháy cha tiếp và chúng ta cái tay trái này của chúng ta mở sang bên trái, được chưa? Thì ví dụ như chân phải ta bước tiếp tục này, 1 và 2 này, được chưa? Chân phải tiếp tục 1 và 2. Khi mà chân phải chúng ta đưa thì tay trái đánh, được chưa? Chân trái đưa thì tay phải đánh. 3 và 4, được chưa? Và lùi về thì hai tay chúng ta để phía dưới này nhá. Chúng ta mở từ trong ra ngoài phía dưới. Tiếp tục 5 6 7 8. Được chưa? Tiếp theo câu 8 thứ 2 thì đi bước single step trụm tay này. Được chưa? 2 2 3 4 và chúng ta sẽ có là bước đánh cùi chỏ sang ngang này, chân phải. 5 6 7 8. Tiếp tục. Câu 8 thứ 3, 3 2 3 4. Được chưa? 5 6 7 8 thì chúng ta lại đi cha lên giống câu trước. 5 5 và 6, 7 và 8. Và chúng ta sẽ có một nửa câu 8, còn lại là chúng ta đi lùi về sau 4 3 2 1, được chưa? Ok, thì đi cả tổ hợp này sẽ là như sau này, đếm 2 3 1 và 2, 3 và 4, 5 6 7 8, 2 2 3 4, 5 6 7 8. 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8 và 4, 3, 2, 1. Sau cái tổ hợp thứ 3 này thì chúng ta sẽ tổ hợp chuyển đoạn. Được chưa? Tổ hợp chuyển đoạn thì chúng ta sẽ đi 4 lần 4 nhịp. Cái bước quả chám ấy là cái bước mà chúng ta đi rất nhiều, được chưa? Nhưng mà chúng ta đi bằng chân phải bước lên và chúng ta sẽ đi chuyển hướng đi 4 tường. Tường 1, tường 2, tường 3, tường 4. Chúng ta mỗi cái ta đi 4 nhịp thôi. Ví dụ như chân phải chúng ta bước đếm này. 1, 2, 3, 4 là một nhịp, được chưa? Thì xoay mặt tường, chúng ta thay tường luôn. Tiếp tục bước 5, 6, 7, 8, được chưa? Xoay mặt luôn, tiếp tục 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Ok, thì khi các bạn đi, khi mà chúng ta đi xong ba tổ hợp kia rồi nhé, thì đến tổ hợp chuyển đoạn này thì chúng ta bước này, tay đánh ngược hướng với chân này, đếm này 1, 2, 3, 4, tiếp theo 5, 6, 7, 8, được chưa? Tiếp theo 2 2 3 4, tiếp theo 5 6 7 8. Đến đây thì chúng ta lại lặp lại đi lại từ tổ hợp đầu tiên và cứ lặp lại như vậy để chúng ta sẽ đi được hết bài. Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.